Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cách để chúng ta có thể chế tạo ra một cỗ máy có thể tháo được tất cả các loại chip VGA hoặc là chipset của máy tính à, từ những cái máy tính PC hoặc là laptop giúp cho quá trình sửa chữa rất là dễ dàng. Như các bạn đã nhìn thấy mình đã tháo một con chip VGA ra. Đó. Thì cái nguyên liệu để chế tạo ra cái cỗ máy này thì các bạn sẽ mua một cái loại này là cái mâm nhiệt cái mâm gia nhiệt này thì các bạn có thể mua ở một số nơi người ta bán đồ linh kiện điện tử cũng rất là sẵn. Cái mâm gia nhiệt này thì nó sẽ có kích thước tầm khoảng 6 x 6 cm. Đó. Cuối cùng là các bạn sẽ mua thêm một cái bộ điều chỉnh nhiệt độ. Cái bộ điều chỉnh này có tên là C100. Thì cái bộ điều chỉnh này các bạn sẽ mua kèm theo cả cái cảm biến nhiệt độ nhé tiếp theo đó chính là một cái nguyên liệu nữa đó chính là một cái linh kiện SSR 40DA cái này là giống như kiểu là một cái công tắc điện tử thôi các bạn thì để cho cái công tắc điện tử này hoạt động tốt hơn thì các bạn sẽ còn thêm đế tản nhiệt cho em nó tiếp theo thì mình đã gò sẵn một cái hộp hình trụ như thế này để mình lắp đặt cái bộ mâm gia nhiệt này vào đây cho nó dễ dàng Tiếp theo thì mình lấy những cái vỏ hộp của những cái nguồn ATX máy tính cũ và mình đã gia công những cái nỗ sẵn ở đây để nó nữa mình nắp các thiết bị vào đó. Cái ưu điểm của cái bộ nguồn máy tính cũ này thì nó sẽ có những cái rắc cắm để cung cấp nguồn. Chúng ta sẽ tận dụng cái vỏ này và nắp linh kiện vào đó rất là dễ dàng luôn các bạn ạ. Ở đây mình đã gia công sẵn và mình Lát nữa mình sẽ lắp đặt cho các bạn xem Trước tiên thì mình sẽ lắp đặt cái mâm da nhiệt này vào cái hộp này của nó Như thế này Tiếp theo là mình sẽ nắp cái bộ điều chỉnh nhiệt độ vào cái vỏ nguồn này Theo một cái nỗ hình vuông mình đã gia công sẵn để nắp đặt cho nó dễ dàng Trong quá trình gia công mà mình cắt thì nó cũng khá mất thời gian nên mình không quay được cái video mình cắt thì mình đã cắt sẵn và cho các bạn xem nó như thế này Bây giờ mình sẽ đã đặt tất cả các thiết bị vào đây nhé Rồi đây là các thiết bị sau khi mình đã lắp đặt và đầu nối dây xong Thì ở bên dưới góc bên phải mình sẽ để cho các bạn cái sơ đồ để đầu nối dây Thì ở trên cái bộ này mình có lắp đặt thêm một cái công tắc để điều khiển Cái công tắc này sẽ bật tắt nguồn điện 220V đây là cái linh kiện mình nhét toàn bộ vào trong cái hộp của nguồn ATX cũ và mình đã đầu nối dây cho nó gọn gàng. Tất cả những cái bộ phận này thì mình đều bọc một cái sợi gen chịu nhiệt để trong quá trình hoạt động sẽ được cách điện tốt nhất và hoạt động tốt nhất các bạn ạ. Thì những cái bộ như thế này thì các bạn kết nối tới cái bộ mâm gia nhiệt này. Thì ở cái bộ mâm gia nhiệt này thì mình có lắp đặt những cái sợi dây và mình bọc những cái sợi gen co nhiệt. Tức là cái những cái sợi ống chịu nhiệt đó các bạn để trong quá trình hoạt động thì cái cô máy này nó sinh ra nhiệt mà các bạn nên cần phải bảo vệ những cái sợi dây cho nó chịu được nhiệt tốt nhất. Đây là cái sợi dây cảm biến nhiệt độ. Thì cái sợi dây cảm biến nhiệt độ này nó sẽ lắp đặt vào vị trí phía trước của cái mâm gia nhiệt này khi cái mâm gia nhiệt này nó sẽ gia nhiệt lên thì nó sẽ báo nhiệt độ về cái bộ điều khiển nhiệt độ ở cái hộp kia và trong quá trình nhiệt độ tăng tới mức độ mình điều chỉnh thì nó sẽ tự động ngắt đó thì cái sơ đồ bên dưới góc phải màn hình thì các bạn có thể quan sát thấy và các bạn đấu nối theo cái sơ đồ này của mình thì là các bạn có thể làm được nếu bạn cần cái sơ đồ nó chính xác hơn và nó kích thước lớn hơn thì các bạn có thể liên hệ với mình qua phần Facebook trong mô tả video. Mình sẽ cung cấp cho bạn những cái sơ đồ đó. Để sử dụng tháo và nắp những cái linh kiện từ những cái máy tính PC cũ thì các bạn sẽ cần thêm một cái bộ máy nướng để ra nhiệt phụ cho cái bộ máy này. Cái bộ máy nướng này thì mình đã có video mình nói về cái máy gia nhiệt này rồi thì bạn nào chưa xem có thể xem lại video đó ở trong phần mô tả video. Với sự kết hợp từ cái máy nướng gia nhiệt này và cái bộ điều chỉnh gia nhiệt này, Hà này thì các bạn sẽ tháo được một số những cái linh kiện từ máy tính cũ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nhiệt độ cho cái bộ gia nhiệt này. Trước tiên thì mình sẽ cung cấp nguồn điện và mình sẽ bật công tắc nguồn. Sau khi mình bật công tắc nguồn thì uh, các bạn sẽ nhấn cái nút REC ở phía bên tay trái này một lần. Để uh, chọn nhiệt độ mà các bạn cần đặt. Đây nha. Thì uh, cái số 100SV này nó đang nháy đó các bạn. Các bạn có thể tăng cái số này lên. Cái số này là cái số các bạn cài đặt nhiệt độ cần để sử dụng. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ đặt nhiệt độ lên tầm khoảng 300 độ C Sau khi các bạn cài đặt được nhiệt độ rồi thì các bạn sẽ nhấn thêm cái nút REC một lần nữa Nó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu và hoạt động Còn cái bộ mâm gia nhiệt này thì mình sẽ treo lên một cái giá treo Hiện tại mình đang để nó như thế này để cho các bạn quan sát nó dễ dàng hơn Rồi bây giờ mình sẽ tháo thử một cái linh kiện điện tử cho các bạn xem nhé. Ở đây thì mình có một cái main PC cũ. Mình sẽ tháo cái con chipset này ra cho các bạn xem. Và con chipset này. Ở đây sẽ có hai con chipset rất là lớn. Đây là cái main PC cũ nha các bạn. Mình sẽ tháo thử cho các bạn xem. Trước tiên thì mình sẽ đặt cái main PC cũ này. Nên cái máy uh, gia nhiệt này. Tức là cái máy nướng này. Và mình uh, sẽ bật nhiệt độ ở cái máy nướng trước. Đây Thì nó sẽ như thế này nha các bạn Trước tiên là đặt cái MPC PC này lên đây Với cái máy nướng này thì mình sẽ đặt nhiệt độ tầm khoảng 200 độ C Sau đó là mình sẽ đưa cái bộ phận ra nhiệt ở phía bên trên và đưa gần xuống cái con chipset này rồi mình sẽ chờ nhiệt độ nó tăng trong quá trình nhiệt độ tăng thì mình sẽ lấy mỡ hàn và mình sẽ bơm vào phía xung quanh của con chip này để cho nó ra nhiệt và mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nhé. Đó. Các bạn nên sử dụng những cái loại mỡ hàn mà các bạn nắp vào một cái xi anh Sau đó là các bạn sẽ bơm xung quanh cái con chip này để trong quá trình các bạn tháo nó sẽ dễ dàng hơn. Cái mỡ hàn này nó sẽ có tác dụng nó sẽ ra nhiệt cho những cái hạt thiếc ở bên trong con chip này nó sẽ được à nóng lên là nóng đều hơn các bạn ạ. rồi sau khi mình đã bơm mỡ xung quanh xung quanh con chip này và mình sẽ lấy một cái cây nhíp và một cái cây kẹp và mình sẽ nhấc thử con chip set này lên cho các bạn xem nha. đó các bạn thấy không? mình nhấc con chipset này nên rất là dễ dàng sau khi mình nhấc con chipset này lên xong thì mình sẽ bật và mình sẽ tắt cái máy ra nhiệt đi nhá đây là con chipset sau khi mình đã tháo ra xong các bạn thấy không rất là dễ dàng và nhẹ nhàng luôn các bạn ạ cực kỳ là dễ tháo luôn đây nha các bạn nhá. thì con chipset này thì nó thường xuất hiện ở trên những cái máy tính pc hoặc là laptop rất là nhiều các bạn ạ nếu mà các bạn sử dụng những cái máy hàn khó thông thường thì các bạn sẽ không thể nào mà có thể tháo được những cái con chipset từ những cái bo mạch điện tử này. Đây là hai con chipset sau khi mình đã tháo bằng cái máy hàn tự chế đó các bạn. Thì à, mình cảm nhận thấy à, cái máy hàn này thì nó tháo được những cái bo mạch này rất là dễ dàng. Các bạn nhìn thấy đây, đây là cái bo mạch máy tính rất là cũ như các bạn mà mình vẫn có thể tháo được những con chipset này ra và mình sử dụng những cái con chipset này nếu mà bạn sử dụng máy kho hàn thông thường thì bạn sẽ không thể nào mà có thể tháo được như con chipset này ra ngoài đâu các bạn, tại vì đây là những linh kiện rất là lớn, nếu bạn sử dụng máy kho thường thì không thể tháo được, đó, nên chúng ta sẽ cần phải chế tạo một cái máy nướng và máy ra nhiệt để chúng ta trong quá trình sửa chữa những cái main máy tính cũ nó sẽ dễ dàng hơn các bạn ạ à. các bạn tháo và nắp thì nó sẽ dễ dàng hơn với cái máy uh, gia nhiệt tự chế này ở trên thị trường có bán một số những cái loại uh, máy gia nhiệt uh, để chuyên sử dụng uh, sửa chữa laptop nhưng mà những cái máy đấy giá cả rất là đắt đỏ các bạn ạ à. Để mua được cái máy đấy thì các bạn sẽ cần rất là nhiều tiền nhưng mà với cái máy tự chế như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng uh, ít tiền hơn và chúng ta vẫn có thể chế tạo ra được với một cái giá thành nó rẻ hơn so với những cái máy ở ngoài thị trường các bạn tự chế sau đây thì mình sẽ nắp vỏ hộp vào chiếc máy ra nhiệt này nhá Cái vỏ hộp của nó thì các bạn cũng tận dụng luôn những cái vỏ hộp của nguồn ATX luôn và các bạn sẽ nắp vào đây Lúc đầu thì mình đang thử nghiệm cho các bạn xem mình sẽ không nắp vỏ sau khi hoàn thành thì mình sẽ nắp vỏ cho các bạn. Với cái đầu da nhiệt kia thì hiện tại mình đang treo nó lên một cái giá đỡ có thể di chuyển được. Các bạn có thể thiết kế cho nó hoàn chỉnh hơn với cái bộ phận giá treo này. Hoặc là các bạn có thể chọn những cái sợi dây thép và các bạn có thể treo nó lên như thế này thì các bạn sử dụng cũng được. Đấy. Cái máy này thì với chi phí giá thành rất là rẻ Mà các bạn có thể chế tạo được cái cỗ máy như thế này Giúp cho các bạn cho công việc các bạn sửa chữa những cái laptop này Máy tính PC này hoặc là những cái máy khác mà sử dụng những cái chipset lớn Đấy các bạn hoàn toàn có thể chế tạo được cái cỗ máy này nhé mình hy vọng với cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ tới bạn thì bạn nào thích thì hoàn toàn có thể tự chế được cái cỗ máy như thế này giúp cho công việc sửa chữa rất là dễ dàng nhé. Mình chế tạo cái máy này cũng để giúp cho công việc tái chế những cái máy tính cũ hoặc là laptop cũ của mình nó dễ dàng hơn. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.